Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với dạy liên server và hôm nay dạy liên server chúng ta quan tâm chính là cụm liên server 3-4 các bạn ạ. Trên màn hình các bạn có thể thấy là một cái kèo cực kỳ căng giữa hai bot đánh với nhau, ấy bot Gold và bot Khả Như. Hai bot đánh với nhau với tỷ số là 3-2, phần thắng thuộc về bot Khả Như nha các bạn. Thì trước khi vào trận đấu thì chúng ta cũng đá qua một tí về đồ hai bot chẳng hạn. Bot Gold này là hình như là có Nata vừa ngộ không. Ai là đâm chính đây? Nata thì chỉ một cái vũ khí hồng hoang thôi với 14 triệu tấn công và là 110 triệu máu. Còn ngộ không hình như là sẽ là đâm chính với 15 triệu đam cũng như là 135 triệu máu. Về vấn đề pháp bảo thì bạn này lên cả hai tướng đỏ nên pháp bảo cũng khá là nhiều. Đấy, đội hình này bao gồm có một Trư Bát Giới, một Di Lặc, một Đế Thính và Tiểu Bạch Long. Đế Thính ở phía sau thì có thể là Đế Thính Bụp Đam giai đoạn đầu. Đấy, Du Long Quy Hải nó sẽ rơi vào đâu? Du Long Quy Hải thì đã rơi vào Nata và Nata với một bộ thiên kỹ khá là trâu. Khi mà có Đằng Vân Giá Vũ từ Ngộ Không sẽ bục cho 50% giảm sát thương giai đoạn đầu hai hiệp đầu. Đấy, và Chân Quân Hiển Thánh. Bình thường ở đây thì một số bạn này đang cho Thái Bạch Kim Tinh hoặc là Chí Âm Chí Dương. Đấy, về thiên kỹ của Ngộ Không thì có Hồi Sinh của Nata, Hỏa Liên Trùng Sinh. Hiện tại đang hồi cho bản thân mình là 60% sinh lực, tăng thêm một lần kỹ năng không tiêu hao nổ khí nha các bạn. Để đẳng thật, thêm một Chí Âm Chí Dương nữa rất là hay. Khi mà để Chí Âm Chí Dương cho Ngộ Không đấy khá là căng đấy các bạn. Và việc có Chúa Tể Địa Ngục giúp Ngộ Không có thể hồi máu cũng như tăng đam càng càng trâu, càng về lế thì như thế này Ngộ Không sẽ càng trâu nhé bác. Đấy, đây là một cái bộ thiên kỹ Ngộ Không bi đấy, đam lế khá là hay. Kỳ vật thì Thủy Long Ngâm đi bạo kích 46%, Nata thì đi mãn gian hồng, đấy mãn gian hồng bổ sung đam lên rất là nhiều. Với việc mà đánh mà phạm vi lớn 6 phạm vi lên đến tận 36%, cái này được cái là tối đa 36% nó mà không có giới hạn đấy. Sau này mà Nata đánh khoảng 9 mục tiêu chẳng hạn, tính cả ba cái mục tiêu triệu hồi nữa thì các bạn nhân 6 nhân 9 là bao nhiêu? 6 9 là 54%. Dã man con Nga. Chúng ta cùng quay đến nick của bot Khả Như. Bot Khả Như thì là một đội hình có minh giới, có tiên giới. Đấy, tiên giới thì có sự xuất hiện của Nguyệt Lão cũng như Nata. Nata là đâm chính với 15 triệu đam cũng như 133 triệu máu, pháp bảo thì 75. Đi Hỏa Phụng Liêu Nguyên để bồi thêm đam cho đam nó tốt hơn. Hai nick này thì chênh nhau là khoảng tầm khoảng bao nhiêu, gần 500 triệu đến 600 triệu lực chiến nha các bạn. Chênh nhau cũng khá là nhiều. Đấy, tầm 500 đến 600 triệu lực chiến. Đế Thính được cho hàng đầu, với việc như vậy thì Đế Thính sẽ bục cho đội hình là 4 lần miễn sát thương. Đấy, 4 lần miễn là 30% sát thương. Theo nữa là có Nguyệt Lão. Nguyệt Lão thì chia sẻ sát thương của Nata sang Bách Nhãn Quân hoặc là từ Bách Nhãn Quân sang Nata. Đấy, kèo này kèo căng cực các bạn nhé. Bạch Thử thì nếu mà nói về minh giới thì mọi người sẽ để ý là minh giới chơi hiệu ứng khá là nhiều. Đây các bạn thấy có thiên kỹ để gây hỗn loạn này, khắc giới này, rồi gây choáng này. Đấy, khi bị đánh cũng như là mạnh bà. Mạnh bà thì có tiên phạt chế nhân nhé mọi bạn và cửu hoa ngự linh. Đấy, mình sẽ đảo qua cực kỳ nhanh, có thể là một số bạn ở server mới có thể không cảm nhận kịp, các bạn có gì thông cảm nhé. Bởi vì chúng ta cần phải tối ưu cái thời gian xem những cái trận đấu nó trực quan hơn. Ứng Long thì nó ở vị trí thiên đấy, việc Ứng Long vị trí thiên thì nó rút nộ rất là nhiều. Trong khi đó thì bên này thì sao? Vị trí thiên sẽ là Tỳ Hưu và vị trí nhân sẽ là Ứng Long. Vậy thì một câu chuyện là cái này, cửu hoa ngự linh này nó sẽ rơi vào đầu của ai đây? Cửu hoa ngự linh này khi gọi ra sẽ gọi là gọi Ứng Long các bạn, rất là hay nhé các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Vậy là Trư Bát Giới tiên phạt chế nhân thì sẽ gọi ra, sau khi hoạt động của Trư Bát Giới ra kỹ năng thì sẽ gọi ra con Ứng Long luôn. Đấy, một kèo căng cực. Nhưng không biết là chưa nhé, cái ngự linh này nó chưa level 6. Khi mà nó level 6 ấy, nó sẽ gọi ra cả bí bảo nữa, thì các bạn sẽ hiểu được nó rất là kinh kinh khủng tởm. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau xem này. Ván đầu tiên với việc là Khả Như đánh đầu nhưng Khả Như lại là người thua, người chiến thắng sẽ là Gold.
Bạn này đọc tiếng Anh là gôn hả? Thôi mình đọc qua gôn nha các bạn. Tiếng Anh hơi kém một chút. Ván thứ hai và ván thứ ba cũng như ván thứ tư và ván thứ hai thì gôn lại đánh trước nhưng Khả Như lại giành chiến thắng. Ván thứ ba thì Khả Như là giành chiến thắng. Ván thứ ba thì Khả Như có thay đổi vị trí của Natra. Ok, chúng ta sẽ xem ván đầu tiên luôn. Đấy, kèo căng cực các bạn nha. Riêng ván 1, ván 2 đã thấy 12 rồi. Mình sẽ tăng tốc độ lên tí 3. Ứng Long gọi ra này, Tỷ Hưu gọi ra này. Tiên phạt đế nhân đến từ vị trí của Bạch Thử. Gọi ra Tỷ Hưu luôn. Ngự Linh gọi ra Tỷ Hưu luôn các bạn nha. Natara ra kỹ năng. Nhưng cảm giác không vào đam cho lắm các bạn. Ngộ Không mới được mất nửa gần à. Ui, đam luân hồi nó giật đau hơn các bạn ạ. Cảm giác cái phản đam của con nhện nó đau và dã man. Ui, các bạn thấy này. Hai Bách Nhãn Quân các bạn nhé. Hai Bách Nhãn Quân các bạn ạ. Hai Bách Nhãn Quân, vậy là đội hình lúc nãy là chưa phải đội hình chính thức. Đây là đội hình chính thức khi đánh này. Vậy là bạn bọt mình giới Khả Như là mang cho mình hai Bách Nhãn Quân. Bách Nhãn Quân ở vị trí số 1 là Bách Nhãn Quân phản đam các bạn ạ. Lúc này thì chưa có sự xuất hiện của Nguyệt Lão. Vậy là lúc nãy chúng ta xem đội hình của Khả Như là đội hình mới nhất, còn đội hình mà cũ chúng ta đang xem đây giờ là mới là cái đội hình mà chúng ta cần quan tâm. Căng ấy các bạn ạ, căng cực. Việc mà Bạch Thử chết rồi khiến cho việc Nata khó có thể hồi sinh, bởi vì có thể nếu Bạch Thử còn sống thì có thể ăn cái Mai Khai Nhị Độ, nhưng cũng chưa hẳn bởi vì Bạch Thử đã sử dụng tiên phạt chiến nhân giai đoạn đầu rồi, coi như cũng mất cái hiệp đấu ở vòng 1 rồi. Kèo thắng hầu như là thắng toàn diện luôn các bạn ạ. Nhưng chúng ta cảm nhận là đam luân hồi khá là mạnh, giai đoạn từ 5 tỷ đến 7 tỷ này, giai đoạn của đế tính vẫn đang làm trùm. Sắp tới mà nếu mà nông dân cày chay vẫn phải ngày thứ 200, ngày thứ 300 thì lúc đó đế tính có thể là một trong những con tướng có thể khá là ghê. Ok, chúng ta sẽ xem trận thứ hai nhé. Đây, chúng ta nhìn lại cái đội hình một chút là có hai Bách Nhãn Quân các bạn ạ. Hai Bách Nhãn Quân và Bách Nhãn Quân ở vị trí số 1 sẽ là Bách Nhãn Quân phản đam. Ở ván thứ hai thì cũng sẽ không thay đổi vị trí. Nhưng người đánh đầu thì sẽ là sẽ là bên Thánh các bạn. Bên bạn Gôn này người đánh đầu. Chắc chắn Trư Bạt Giới rồi. Mình kích Du Long kia luôn. Để Nata vị số 1 thì thứ nhất là Nata có thể ăn được cái vị trí của Mai Khai Nhị Độ cũng như đến hiệp đấu luôn. Chưa kể là có Du Long Quy Hải, nếu có thì có thể trong vòng ở vị trí số 1 thì có thể ra kỹ năng 3 lần rất là nhanh. Việc mà bây giờ các boss đang rất là chuộng Ứng Long ấy thì khiến cho việc mà thiếu nộ tầm trọng các bạn, đợt này thiếu nộ gọi là siêu tầm trọng. Thế này mà bên biên giới vẫn thắng được thì các bạn. Ai sẽ gánh biên giới đây? Bởi vì Bạch Thử và Đế Thính vẫn đang còn sống các bạn ạ. Ăn quả nhất Mai Khai Nhị Độ. Natara kỹ năng luôn.
Na Tra của bạn là Minh Giới với có họa phụng Liêu Nguyên nên lượng đam có thể là to hơn một chút. Ui, không chịt các bạn. Thiếu một lần liên kích nữa thì Na Tra kia có thể là lên bảng điểm số luôn. Thế này mà bên Thánh vẫn thua, tiếc nhỉ. Kèo này có thể là xem trực tiếp có thể cực kỳ căng đấy các bạn nhé. Ui, phải nhái. Các bạn thấy gì không? Ôi cha mẹ ơi. Ôi cha mẹ ơi, một quả đi hết luôn. Dã man con ngan thật. Nó tích stack lên cả đống. Xem lại Nata khả như tí nào. Ghét lên lẹt các bạn ạ. Ui, lúc đó là chân tân luyện thắng ở trạng thái tối đa. Cũng như lên được bảo kích. Kết hợp với hỏa phụng Liêu Nguyên bồi thêm đam nó rất là tốt. Bằng 80% tấn công ấy các bạn ạ. Lúc đó là mình nhớ không nhận là đánh 4 mục tiêu. Đánh 4 mục tiêu, hầu như tất cả mục tiêu đó đều bị đốt rồi. Khét đấy. Có việc hỏa phụng Liêu Nguyên này thì hầu như là không cần Hồng Ngải Nhi trong đội hình nữa. À, lúc đó có thể là nổ cái này à. Đây cái này thì 3 lần mỗi vòng. Hay là cái này đây. Không phải các bạn ạ. Vậy là cái quả nổ đam nó đau đấy các bạn ạ. Tất cả còn nửa máu. Thứ hai là Thánh thì đánh về dài nó rất là bất lợi so với mình. Thánh thì đánh càng về dài thì tỷ lệ Thánh thua nó rất là cao so với các phe khác. Đánh về dài nếu mà khỏe thì chỉ có Minh này. Rồi Tiên đánh về dài khá là khỏe. Cái ván thứ ba sau khi cảm nhận thấy rằng mình thua thì Gold vẫn không thay đổi vị trí. Nhưng khả như có vẻ là thay đổi vị trí để tránh xảy ra cái trường hợp như ván thứ 1. Đấy, ván thứ 1 khả như đánh đầu thua. Vì thế khả như đã cho Nata lên ở vị trí thứ nhất. Không để Nata ở vị trí thứ 3 nữa. Và khi mà kéo Nata đi thì bắt buộc phải kéo Bạch Thử theo rồi. Cho cái tiên phạt chế nhân nó đi cùng. Ok nhá, bên Minh, bên Thánh thì hầu như không thay đổi vị trí. Chúng ta cùng nhau xem ván thứ 3 luôn. Các bạn để ý là hầu như bây giờ các boss đều mang cái thần thông giảm sát thương gián tiếp hết các bạn. Đấy. Nata của khả như có thể ra kỹ năng 3 lần luôn các bạn. Khá là sớm một lần luôn này. Bên kia Du Long Quy Hải. Ui, đảm to đấy. Bên này là Du Long Quy Hải luôn. Bây giờ mới đến hiệp đánh này, nhưng không có nộ các bạn ạ. Mình nghĩ là không có nộ. Đúng rồi, không có nộ phải đánh thường ván thứ 3 luôn. Ui. Tính ra tầm này Tiểu Bạch Long vẫn chất lượng chứ vẫn ôm được một chút. Ví dụ như Nata có thể ra kỹ năng được 2 lần nhưng ván thứ 3 có thể là không còn nổ nữa. Thì sẽ đánh thường thì lúc đó Tiểu Bạch Long sẽ ôm được thôi. Ui đen thế. Nhưng quả hỗn loạn. Đen đấy, bên bạn Gold này đen đấy. Bản Thánh này hơi đen một chút. Mình cảm thấy bản Thánh này cũng khá là hay, đội hình khá là chuẩn đấy. Công thủ toàn diện. À, Bạt Giới thì 20% sát thương. À, Di Lặc thì 20% giảm thương. Thêm một chút liên kích nữa. Ui. Căng, căng các bạn. Bình Minh Giới trâu lắm các bạn ạ. Bình Minh Giới có con à. Bách Nhãn Quân chia sẻ sát thương một chút này. Mình có Mạnh Bà giảm sát thương này.
Rất là tiếc khi Tiểu Bạch Long đã lên bảng điểm số sớm quá. Có tiếng không ba? Lắng nghe. Chứ ba chưa để. Thôi toàn người ngủ không đứng trước mặt bác nhãn quân ăn phản đam liên tục thì toàn các bạn ạ. Ui, cảm giác thì khi mà để nó ra vị thứ nhất thì nó vẫn hay hơn là để vị thứ ba các bạn ạ. Đấy, ván thứ ba thì Khả Như đã giành chiến thắng, và ván thứ tư thì sao? Ván thứ tư này rất là bất ngờ đấy, lại là người chiến thắng lại là Gold bên Thánh. Trong khi đó bạn bạn này có thay đổi vị trí. Thế là ván thứ ba thì Khả Như cũng thay đổi vị trí các bạn ạ. Khả Như lại cho Nata về vị trí thứ ba. Đấy, cho Bách Nhãn Quân lên vị trí số 1. Còn đối với bên phe Thánh thì cho Tiểu Bạch Long lên vị trí số 1 rồi. Đấy, Nata về vị trí thứ hai. Trong khi đó mình là người đánh đầu. Kèo này hay đấy. Bot thay đổi vị trí liên tục. Bây giờ lại Trư Bạch Giới lại ra sau Ngộ Không. Nghĩa là Ngộ Không sẽ là người ưu tiên ra kỹ năng trước. Ok, hiểu vấn đề rồi. Tiểu Bạch Long vị trí trước. Né, có thể né được phản đam các bạn ạ. Tôn Ngộ Không có thể né phản đam bởi vì Ngộ Không là đam chính bên phe Thánh mà, chứ không phải là Nata hiện tại. Ui, cái luôn nổi đau lắm các bạn ạ. Ui, anh nhái, Ngộ Không đánh thường một quả kia. Ngộ Không đánh thường một quả kèm luân hồi. Được, tôi có niềm tin với Ngộ Không rồi đấy các bạn nhé. Vậy là chúng ta, đôi lúc chúng ta có thể cảm nhận rằng do chúng ta bi chưa tới các bạn ạ. Ui mà ơi, các bạn thấy con Ngộ Không không? Ui, nó đánh thường một quả mà Nata đi thêm với giật theo mấy quả luân hồi nữa, hai quả luân hồi nữa chết luôn. Vực sâu u minh xa càng đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Khá là hay đấy các bạn, góc nhìn khá là hay. Ui, nó đánh thường cái chết luôn các bạn, đánh thường kèm luân hồi. Các bạn cảm giác là đam luân hồi vẫn rất là to nha các bạn. Đáng sợ. Cảm giác mà gậy nô tôn của không mà mới chạm cái là nhức cả người. Thắng luôn các bạn. Mỗi khi mà chúng ta cảm giác mà bên Thánh mà thắng thì đa số thắng khá là toàn diện. Nhưng mà cần phải một chút nhân phẩm, thứ nhất là nhân phẩm bảo kích nữa các bạn ạ. Chứ cũng rất khá là khoai. Ok, chúng ta sẽ đến với ván quyết định của ngày hôm nay. Ván quyết định thì hai bên, cả hai bó chắc có vẻ là hồi hộp, cũng như là cả Lee Server cũng trong mong chờ cái trận cuối này. Mình nói thật, khi mà đánh mà kèo mà BO5 như thế này thì căng đấy các bạn ạ. Hầu như là Khả Như không thay đổi vị trí nữa. Nếu mà Khả Như không thay đổi vị trí nữa thì nó sẽ giống với ván nào? Nó sẽ giống với ván thứ nhất các bạn. Ván thứ nhất đội hình cũng vậy. Bên Thánh cũng không thay đổi vị trí. Ván thứ năm thì Khả Như được quyền đánh đầu. Nhưng mà Khả Như không hề thay đổi vị trí. Vậy thì có một cái gì đó nhân phẩm hoặc là hiệu ứng nó ảnh hưởng đến trận đấu thứ năm cho mà coi. Chúng ta cùng xem nào. Nhịn khỏe thế nhỉ, nhịn mình lên né tránh.
Ui, cái đam của nhìn nó phản lại mà kèm luân hồi mà nó giật đau lắm các bạn ạ. Đam nhìn nó đam ngẫu nhiên các bạn ạ. Vậy là cái này mấu chốt của trận đánh có thể ảnh hưởng bởi con nhện kia các bạn ạ. Khi mà nhện chết thì nó sẽ phản đam ngẫu nhiên. Và phản đam đó nó sẽ kèm cái đam luân hồi nhanh nhất có thể. Ui, có những thứ. Rồi lúc đó Nata ra kỹ năng người bồi luôn. Hạ. Bởi vì Nata Du Long Quy Hải mà. Hay đấy các bạn, vậy là chơi rất là hay, có một cái những cái tư duy khá là lạ. Nghĩa là chơi nhịn nhìn để làm chim mồi gây một lượng đam giai đoạn ban đầu luân hồi của đế thính. Từ đó thì Nata có thể là kết thúc cái địch sớm hơn. Nhưng nó cũng có tí nhân phẩm các bạn. Phải điểm điểm rơi của nhịn. Ví dụ như lúc nãy là nhịn chết ở cái đam phản nó rơi vào đầu của Tôn Ngộ Không kèm theo một chút luân hồi nữa thì khiến cho Tôn Ngộ Không mất lượng đam máu ban đầu khá là nhiều. Như thế này mà vẫn bị thua này các bạn này. Ui, căng căng cực các bạn ạ. Căng thế này mà thua các bạn ơi. Má để thính gánh còng lưng các bạn ạ. Tầm này thì càng về lít càng về vòng 2 ấy, thì đa số mọi người đã yếu rồi. Nên chỉ cần mà ai mà bật lại được. Ví dụ như bên Thánh có thể là đông người đấy, nhưng người nào cũng còn nửa máu. Trong khi đó bên này đế thính thì hầu như đang còn full và đế thính không bị hiệu quả. Ở giai đoạn đầu cái việc mà đế thính chịu đam rất là ít đến từ phe biên giới này. Đấy, nói chung là có một chút nhân phẩm các bạn ạ. Trò chơi này bây giờ mình thấy có sự nhân phẩm trong đánh rồi đấy. Chúc mừng bot cả Như đã giành chiến thắng. Chúng ta cũng đảo qua một chút bạch thử này. Bạch thử choáng Nata. Nata nhịn, lúc nãy con nhịn đâu rồi nhỉ? Vậy là nhịn đã không không bỏ nhịn rồi các bạn ạ. Đợt này cho Hồng Ngài Nhi vào. Sắp tới thì tính cho Hồng Ngài Nhi thức tỉnh để bồi thêm đam Nata giai đoạn đầu. Chúng ta cảm thấy là bắt đầu có sự cảm nhận của việc là qua vòng 2 rồi. Thì thường là vòng 2 sẽ là vòng kết thúc của trận đấu luôn. Đấy. Thứ hai nữa là nó cũng cần cái điểm rơi của kỹ năng của Nata. Ví dụ như ban đầu Nata đánh 3 mục tiêu đúng không? Rơi 3 mục tiêu đó mà vào những con tướng mà cần phải kết thúc, cần phải chế thì nó sẽ khiến cho trận đấu dễ dàng hơn. Ứng Long, Tỳ Hưu và Anh Chiêu vẫn là ba con pet khá là chuộng giai đoạn này các bạn nha. Còn phối kết hợp như thế nào thì tùy mỗi người. Ví dụ như thế này thì mình cũng thấy góc nhìn khá là hay này. Sau này mà việc sắp xếp pet như thế này chú heo cũng tính ngọc này. Thế là mình sẽ cho Ngộ Không ở vị trí thứ ba này. Ngộ Không sẽ ăn được anh Chiêu này. Thiên thì sẽ gọi ra đầu này. Di Lặc thì mang cho mình Ngự Linh thì họ sẽ gọi ra được Ứng Long luôn này. Đấy, thôi video của mình đến đây xin kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo. Các bạn quý mến thì cho mình xin một like cũng như một đăng ký với. Xin chào và hẹn gặp lại.